Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay ngày 16 tháng 1, em lại tiếp tục lên bán giải mã và loa bóc xeo các nhá. Hôm nay có rất nhiều sản phẩm rẻ nhá. Giá thì từ 500k là các bác có một cái cục giải mã rồi. Loa bóc xeo này. Đây là dòng này đều là hàng mới các nhá. Và loa chất giá rất rẻ. 600k là có thể có cặp loa rồi. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món các bác nhé. Rồi đây là cục số 1. Số 1 con này là dòng FG7 GSTV. Con này về nó bị gãy cái volume và mất cái volume rồi các bác nhé. Nhưng mà công suất có bình thường nhé. Các bác lấy cái ấy mà vặn ở đây thì vẫn lên công suất bình thường các bác nhé. Thì bên trong này nó có cái đĩa MD, em bấm nó chạy MD, còn cái ổ đĩa CD DVD này nó không chạy không nhá. MD nó vẫn chạy. Đây quay phía sau. Có này giải mã nhá, có giải mã luôn, test tất cả những cái hàng này là em đã test rồi nhá. Test các chức năng và chức năng nào chạy thì nói chạy, còn không chạy thì bán không chạy không nhá. Đấy, tất cả bán tình trạng hết không nhá. Đó, cái chỗ này giờ này. Mã số 5994. Con này em bán cho các bác giá 500k nhé. 500k cho một cái cục giải mã này nhé. Gãy volume, vẫn còn công suất bình thường nhé. CD không đọc nhé, CD, DVD không đọc. Cái này đang đọc là cái MD này. Bởi vì trong đấy có cái MD trong đèn này luôn. Thường thì em không test MD đâu. Rồi sang con số 2. Số 2 con N7X các bác nhá. Có dòng này, dòng N các bác biết rồi, em bán nhiều rồi. Có cổng 3.5 trước các bác mở rộng Bluetooth tiện lợi này. CD đọc tốt này. Con này giải mã hai thiết bị khác nhau được các bác nhá. Đây. Giải mã hai thiết bị. Đây cổng quang cầu quang thì dưới này. Còn cổng in là cổng out ra âm ly thì một. Đấy, số 1 với số 3 là ra out nhá, còn số 2 với số 4 là vào nhá các bác nhá. Tất cả những dòng Onkyo đều đánh được 4 ohm nhé các bác nhé. Các bác thoải mái gấp loa. Mã số 3597. Rồi con này bán 1 triệu các bác nhé. CD đọc tốt. Làm một cái đầu phát CD cũng được. Tóm lại là những dòng này thì các bác có thể ghép loa 140W cặp được nhé. Hoặc là loa cổ thì các bác ghép bát 25 thoải mái. Cổ thì nó họ bát 25 thì khoảng 60W là cùng, 560W là cùng. Chơi rất hay luôn. Rồi giá 1 triệu số 2. Rồi sau số 3. Số 3 là một con đời N9X nhé. Con này đời cao N9X. CD nó đọc tốt nhưng mà nhé. Cái dòng này mắt 23 thôi. Cũng có cổng 3.5 in out phía trước này. Đấy, dòng này là N9X. Đầu X ấy, N9X ấy, thì là con X9 là cao nhất đâu nha. 9X thì nó hơn con này là có cổng quang out và nó cũng giải mã thì bị đời cao hơn không nha. Súp out nhất đầy đủ này, mã số là 0008. À xin lỗi. 8280 nhé. 8280. N9X đời cao nhé. Cao hơn kia. Rồi con N9X này em bán giá 1,1 triệu thôi nhá. 1 triệu 100 ngàn. Dòng N9X. N9 này thì thỉnh thoảng có thôi nhá các bác nhá. Mặt mũi còn đẹp, lưng nước thì cũng có vài vết chảy, lưng thì nếu mà chảy quá là sơn lại chẳng vấn đề gì. Nhưng mặt cơ bản mặt thì còn đẹp nhá. Rồi sang con số 4. Con số 4 này thì mặt mũi đẹp, sáng. Nhưng mà nó bị mất cái chức năng CD thì không đọc. Mất cái chức năng giải mã rồi nha. Nó có cổng quang luôn. Nó có cổng quang luôn nhá. Cái FM này nếu các bạn muốn cái dòng X nhá, FM này muốn 108 thì có khiển mới chỉnh được. Cái dòng cái cổng giải mã nó bị mất cổng giải mã. Và em bán chỉ bán coi như cái bán cầm ly thôi các nhá. Giá 500.000. Chỉ coi là bán cái âm ly thôi nhá. Đây là báo tình trạng hết nhá. Cổng quang in out có nhưng mà tóm lại là không có chức năng đó. Không biết là nó bị sút cái rắc nào không. Đó. Các bác cắm cổng in vào đây, nghe như một cái âm ly như vậy nhá.
Con này mã số 7470. Đánh được 4 đến 16 ôm thôi nhá. 500k số 4. Mặt mũi còn đẹp. Rồi sang số 5 các bác nhá. Này hơi hơi hỏng tí. Rồi các bác có thông cảm nhé. Con số 5 này là con X7A. Đấy, đèn xanh. Đấy, CD đọc tốt các bác nhá. CD đọc tốt. Đó. Mặt đẹp. Cái dòng này trước đây nhiều các bác nó hỏi nhiều lắm này. Hôm nay em có hai con luôn. Mã số là 9429 nhá. Đấy, cổng quang in-out đến đủ, có hai giải mã hai thiết bị khác nhau được. Cái này có cầu loa, có thể mở rộng 3 thiết bị luôn cho các bác nhá. Giá 1 triệu. 1 triệu cho con là số 5 này. X7A các bác nhá. Rồi sang số 6. Số 6 các bác nhá, số 6 là con V77. V77 con này thì CD không đọc nhá, CD không đọc. Đấy, cổng quang chạy ok các bác nhá, chạy cổng quang ok, nó bị mất cái nút áo ở đây nhưng mà tóm lại cái nút này cũng chẳng xài đâu. Con này FM full tần số luôn. Đó. Hôm nay bán 700.000 cho các bác luôn. Bao giải mã, bao công suất các bác nhá. Cái sau này, mã số 29 4298 chứ. Giải mã hai thiết bị khác nhau được. Đánh có súp ao này, có đầy đủ luôn, tóm lại đầy đủ luôn ạ. Rồi con này 700.000 nhá, hôm nay bán 700.000 luôn, con số 6 nhá. Rồi sang con số 7. Số 7 là cũng là một cái cục dòng DVD nhưng mà cái đầu DVD này thường gần như ít khi đọc lắm, nhưng mà em thì không có làm. Con này là dòng 9GXDV. Đấy là dòng đầu 9 nhá, kia con đầu 7, còn đây thì con đầu 9 nhá. Đầy cao các bác nhá. Bao giải mã, bao công suất các bác nhá. Dòng đầu 9. Mã số là 7063. Đó. Đầu 9 các bác nhá. Đấy, cổng quang in-out đầy đủ nhá. Đó, con này mở rộng 5.1 được. Đánh được 4-16 ôm. Rồi con 9GX nhá. Con 9 là đời cao nhất của dòng này này. Cứ đầu 9 là được cao nhất nhá. Con này bán 800.000 nhá. DVD CD không đọc nhá, chỉ bao giải mã công suất thôi, nhưng mà đầu 9 thì tiếng nó sẽ hay hơn các bác nhá. Rồi sang số đây số 7, số 8. Số 8 là tiếp tục một cục X7A các bác nhá. X7A. Đây là một cái vết vết này là vết dơ. Đây là vết dơ đấy các bác nhá. Để giờ em sẽ lau chùi tí hơn. X7A nhé, đèn sáng, CD đọc tốt, giải mã hai thiết bị, thậm chí ba thiết bị được các bác nhé. Đây, các bác mở, bác rút cái này ra thì nó ba thiết bị, nó có cầu loa nhé. Mã số 6459 các bác nhé, 6459. Cổng quang như nào đầy đủ luôn, đầy đủ chức năng, giải mã thiết bị khác nhau được. Đánh từ 4 đến 16 ôm. Dòng X7A CD tốt. Các bác dùng vừa dùng giải mã cho âm ly khác nhé, cho hai cái âm ly được, và cũng đồng thời các bác làm một cái đầu phát CD luôn được nhé. Đó. Rồi số 8 1 triệu các nhá. Rồi sang con số 9. Số 9 các bác nhá, số 9 là con tiếp tục con N7X, N7X các bác nhá. Con này đèn đuốc sáng. Lưng thì hơi chảy sưng này, mai em sơn lại các nhá, hơi chảy xíu, mai sơn lại cho các bác, sơn lại cho nó đẹp nhá. Mã số 1524. Giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá, CD đọc tốt, làm đầu phát CD ok, rồi súp ao. Rồi con số 9 này cũng bán 1 triệu các nhá, đồng N đấy, bán 1 triệu. Rồi sang số 10. Số 10 là cục cũng V77 nhá. V77 này em nó full tần số 108 luôn này. Và giải mã ok. CD không đọc. Còn các bác về vừa là chơi âm ly, vừa chơi giải mã. Giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá. Mã số 9102 V77 full. em nó full tần số các bác nhá. Tự nhiên uống lạnh nó ho quá các bạn. Rồi giá 700.000 luôn. Số 10 giải mã ok,
chỉ có CD không đọc thôi. Đó, còn công suất ok các bác nhá. Cái này mất cái nút áo này, nếu CD cái này phải dùng cho CD vặn để lấy bài, như thế nó không có CD chẳng dài. Chẳng xài làm gì. Mặt mũi còn đẹp không nhá. Rồi sang số 11. 155A nha các bác nhá. Con này cũng FM full tần số, giải mã ok, CD không đọc nhá. Máy đứng, dòng máy đứng khỏe, là máy đứng thường thường nó khỏe nhá. Quang in out đầy đủ không nhá. Đấy, sub out này. Giải mã ra hai thiết bị được nhá. Đấy. Rồi con này em bán cũng 700 ngàn luôn, các bác mua về làm giải mã làm âm ly không nhá. Đó. 700 ngàn. Rồi em chuyển qua bán loa các bác nhá. Loa có 2 4 6 8 9 cặp, 9 cặp loa. Giá rẻ thôi. Rồi. Đây là cặp loa đơn nung. Con này là MA3 để em coi này. MA3 về nói cái dòng này giống con này là MA5 các bác nhá. MA5 có lưới đầy đủ. Nhưng mà nó hơi dơ thôi. Tuyến loa đẹp nhá, tuyến loa rất là đẹp luôn. Cái dòng đàn ông thì nó bát nó rất là lực nhá. Cái màng này này, màng màu đồng rất đẹp, chấp đôm. Thùng thì có hơi co cái đề can chút phía sau này. Phía sau em quay phía sau các bác coi nhá. Phía sau này một thùng hơi xấu nhưng các bác nhá. Nhưng mà nó thấu đoạn này nó không vào thùng đâu, không liên quan vào thùng đâu, giá thì rẻ. Mã số 0544, 100W một cặp nhá, 6 ôm. Thì con này em bán cho các bác với giá 700 ngàn nhá, số 1 này 700 ngàn, đàn ông. Tuyến loa bao đẹp xuất sắc luôn nhá. Rồi sang con số 2, S9GX nhá, con này bát 15, chấp đôm. Và cái dòng này á, là loa to hơn mấy cái dòng 7GX nhau nhá, lưới đầy đủ này. Đây, quay phía sau này. Mã số 01025. Đó, lỗ thông hơi phía sau, loa rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn ạ. Giá bán 1 triệu các bác nhá, dòng đầu 9 rồi, 9GX. 9GX thì nó sẽ cao hơn mấy cái dòng kia nhá. Đây. Loa màng trắng Kala. Đấy, rất là hay luôn. Thùng kiểu gỗ sơn. Gỗ này là sơn. Họ như cả gỗ lạng mà họ sơn chứ không phải là thùng, không phải thùng Sibili nhá. 80 triệu, quá rẻ cho một cái này. Cái vết này nó hơi co tí, cái này em quên mất này. Em không hút ra, cái này em hút ra được nhá các nhá. Rồi sang số 3, số 3 là cặp S7. Màng OMF cũng nhá, dòng màng OMF này thường thường các bác biết là rất là hay luôn, màng OMF chép đôm. Lưới đầy đủ nhá. Dòng X7 này là trong những dòng loa nhỏ rất là hay luôn nhá. Phía sau này. Mã số 0360, con này 140W cặp 6 ôm. Giá 850k các bác nhá. Loa đẹp, tuyến loa đẹp nhá. Các bác nào mà dùng quán cà phê biết dùng hai ba cặp này bao hay nhé, tiếng rất là hay luôn, tiếng sáng. Tám trăm năm mươi k một cặp nhé, màng OMF đấy. Sang số 4 nhé, số 4 là một cặp loa dòng 7GX nhé. Cặp loa này thùng phía sau nó hơi xấu đi, thùng phía trước còn đẹp, tuyến loa còn ok nhé. Em bán đúng bằng cái giá củ loa thôi. Cái này bị gãy một cái chốt này. Cái này thì bán đúng mà củ loa. Giá 700 ngàn luôn. Đây phía sau này, 140W cặp. Thùng thì không phải là xấu lắm. Đấy, các bác mua về muốn mua thùng thì mua nhá. 700 ngàn là coi là bán đúng mà củ loa không nhá. Loa thì bát bán dưới, chép bán dưới là 700 ngàn rồi nhá. Em bán 700 ngàn đúng cặp loa này luôn, có lưới luôn nhá. Số 4 700 ngàn. Rồi sau số 5. Số 5 là dòng mà N7TX. Lưới có nhá. Loa này là loa màng màng lõm. Đấy, dòng loa màng lõm này là màng cao cấp không nhá, màng Kera. Cái viền này, viền vải xếp nữa, nên bát nó đánh rất là sâu luôn. Chép lựu đạn này, đó, chép lựu đạn. Kiềng trắng.
Cặp loa này thì cơ bản thùng cũng được nhé, nó hơi chảy vài vết chảy thôi, nhưng mà cơ bản là đây, quay kỹ các bác coi nhé, vẫn chơi ok nhé. Nó bị quan này nó bị sứt một tí này, nhưng mà nó không ảnh hưởng lắm bên dưới nhé. Đó, mã số 7558, 140W cặp, loa còn cơ bản được. Giá thì bao rẻ nhé, giá 900.000 các bác luôn. Những cặp loa này trước đây bán toàn 1.500.000, bây giờ 900.000. Bao là nghe rất là hay, bát lực nhé, dòng này bát lực 900.000 nhé. Mà kiềng trắng rất là đẹp luôn ạ. N nhé, dòng N đời cao á. Rồi sang cặp số 6. Số 6 là cặp đàn ông tiếp nhá. Cặp này không phải MA3, MA5 đây. Cặp này là MA5, cũng là cặp MA5 nhá các bác nhá. Cặp này thì đẹp hơn cặp kia. Này, tuyến loa đẹp không? Tuyến loa rất đẹp luôn. Bát này bát 13. Cái màng này đánh rất là lực luôn nhá. Lưới này đủ này, chép đôm này. Thì nó cũng có vài vết co của cái simili này, nhưng mà nó không đáng kể các bác nhá. Và bãi như thế này là ok, đã ngung thành sức cảnh luôn nhá. Mã số 9916, 100W cặp, 6 ôm. Rồi cặp loa này em bán giá 800.000 đúng nhá. 800.000 cho cặp loa đàn ông. Bác nào thích bát lực để phòng hay chơi cặp loa này. Đấy, cái màng này, cái màng nó rất đẹp luôn, rất là đẹp cái màng này. 800.000, số 6. Rồi sang số 7, một cặp loa F100. Cái cặp loa F100 này các bác nhìn thấy không, có nó là sản xuất riêng để cho ghép nhé. Đấy, F100 ôm màng OMF. Đấy, màng OMF, dòng F100 các bác nhá, lưới đầy đủ luôn. Đây loa còn đẹp nhá. Đấy. Các bác nhìn bên sau nó sơn luôn nhá, nó sơn luôn. Chứ không phải là để chống. Mã số 0520. Đấy, 140W 6 ôm. Con này em bán 850.000 nhá. F700 bữa trước lâu lắm có bác có hỏi F700, nhưng mà tóm lại là nó ít lắm. Đợt này nó có trong lô thì mới lấy ra. 850.000 các bác nhá. Rồi sang số 8. Số 8 là cũng là một cặp loa SX7, cũng là màng OMF. Đấy, chữ OMF luôn ở đây này, SX7 nhá. Tuyến loa rất đẹp, màu vuông gỗ, bởi vì S7 nó hai màu, kia cũng S7 à. Đó, đây cũng F7. Này lưới đầy đủ nhá. Rồi. Loa còn cơ bản đẹp nhá, cơ bản. Đó. Đây phía sau này. Thùng. Đó, phần phía trên vân này. Mã số 2596, giá cũng 850.000 các bác nhá. 850.000. Rồi sang cặp cuối cùng, đây cặp số 8 nhé, cặp này cặp số 9. Số 9 là cặp loa SX7A, màng OMF các nhé, màng OMF này. Chép đôm. Cặp loa này phía sau có một bên rất là xấu luôn. Cái này em bán rồi mà đại. Tính là em tính tháo ra rời bán mà thôi, bán. Bác mà mua về làm gì là. Đây này. Bên sau nó có một bên xấu này, cái này nhỏ keo và vẫn xài bình thường, không sao hết nha. Các dính nước ấy. X7A này, mã số 8122. Đó. Một bên xấu, một bên này còn ok này. Coi bắn cho các bác. Xem nào, lưới đầy đủ nha. Tuyến loa đẹp đó. Bán cho bác 650.000 đi. 650.000 nhá. Đó. Lưới tháo ra bán được 700. 650.000 các bác nhá. Phía trước thì tuyến loa đẹp và cái thùng phía trước rất đẹp, có một bên bị như vậy thôi nhá. Ở bên này có hai cái chép này. Một cái cũng là của Onkyo nhá, chép đôm, còn chép đôm là dòng này là nó dòng đời mới, nó không có phải là khai từ, nhưng mà cái từ này rất là hay, bác nào chơi qua biết. Từ là giống từ đờn nông, đờn nông nó dùng từ này nhá. Đó. Từ bọc đồng này. Nhá, các bác nào biết chơi ấy, hai từ nó là đời trước, là đời mới này, nó có dòng bọc đồng này, từ rất nhỏ như tiếng hay nhá. Đấy, nó cũng là dòng công suất thì nó giống như hai từ thôi. 6 ôm này. Đó, chép đôm này, chép đôm rất đẹp luôn ạ. Rất đẹp. Tặng cho các bác dây có cả tụ luôn, tụ xịn nhá. Các bác về xài.
Cái này từ đây đến đây 7 phân như vậy, 7 phân. Rồi 300 ngàn cặp này nhá. Cặp số 1 đi, cặp này số 1 đi, 300 ngàn. Cặp đôm này, rất là đẹp luôn. Rồi sang cặp số 2. Chấp mũi lựu đạn. Hai từ. Chất rồi. Có tụ luôn nhá, hai từ này, mũi lựu đạn rất là rồi rất nặng luôn. Có tụ luôn các bác nhá. Giá 400 ngàn cặp này nhá. 400 ngàn, cặp này 300 ngàn. À, 400 ngàn các bác nhá. Mũi lựu đạn rất là hay, chép này đánh rất là bén luôn. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số giải mã và một số loa bóc xeo. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Bên em có cọc xe đi hàng, cọc bên mua thì chịu ship, chuyển khoản hết, bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Thì cái này thì các bác có nhu cầu cọc thì cọc nhé. Riêng loa và này thì các bác chỉ cọc cọc em 300 ngàn là em đi hàng rồi, bên mua chịu ship. Còn các bác mà cứ chuyển khoản hết bao ship, về thực tế ở đây toàn là 1 triệu là cao, 1 triệu rồi thì các bác cứ chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác xem video nhé. Tới đây sẽ sang tuần tới em sẽ bán rất nhiều hàng xả giá rẻ cho các bác nhé, gần Tết rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ em, chia sẻ ủng hộ em nhé.